Chào các bác nhé. Mình đang ở sân bay Nội Bài. Mới sáng sớm mà đã nắng chói chang rồi. Hôm nay Hà Nội nóng thật. Mình chuẩn bị bay vào Sài Gòn để trốn nóng mấy ngày. Wow, Vinet máy bay vừa đi ngang mặt trời trông đẹp quá. Mình đang ngồi tàu bay A321 của Vietjet Air. Thanh niên nghèo, vợ chỉ cho tiền để đi Vietjet Air thôi, không dám bay Vietnam Airlines. Tuy nhiên mình đã cẩn thận chọn chỗ ngồi rất kỹ, vị trí sát cửa sổ và ngay đằng sau cánh máy bay. Đây là một góc camera quen thuộc trong các game lái máy bay như là P3D hoặc là FSX. Hiện tại chiếc A321 đang tiến ra đường băng 11R để chuẩn bị cất cánh. Nếu bác nào chơi game P3D hoặc FSX hay cất cánh từ sân bay Nội Bài sẽ thấy khung cảnh này quen thuộc. Các bác có thấy các thanh kim loại nhọn này hay không? Tác dụng của nó là giải phóng các điện tích âm, tránh máy bay bị nhiễm điện. Chiếc A321 đang dừng ở đầu đường băng 11R để chờ lệnh cất cánh. Nếu nhìn theo góc nhìn từ buồng lái thì khung cảnh sẽ như thế này. Có thể thấy nhà ga T2 ở phía bên phải. Còn đây là khung cảnh bên trong buồng lái của chiếc A321. Máy bay đã nhận lệnh cất cánh, mình phải trở về ghế hành khách thôi. Thắt chặt dây an toàn và không nói gì. Cả đường băng. Bên dưới cánh bay chính là Hà Nội. Cảnh thật vẫn khác nhiều so với trong game. Có lẽ còn lâu game mới đạt được mức độ mô phỏng như thế này. Mời các bác tiếp tục ngắm cảnh nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở đường băng Tân Sơn Nhất.